đây mới là chương trình thực chính trong buổi chiều ngày hôm nay. Có một câu hỏi rất quen thuộc như sau: một dầm nỗ, hai mỗ rồi, một dầm lùi, hai nồi tùn. Xin mời người đầu tiên cho mời cả anh sĩ Bảo Long dẫn dắt chương trình. Xin mời Bảo Long tiếp tục chương trình nào, bắt đầu. Một dầm nỗ, hai mỗ rồi, ba dầm nỗ, bốn mỗ rồi, năm dầm nỗ, sáu mỗ rồi, bảy dầm nỗ, tám mỗ rồi, chín dầm nỗ, mười mỗ rồi. MC Bảo Long anh đừng giảm giá, anh cứ để nguyên. Một dầm nỗ là hai mỗ rồi, là ba dầm nỗ, là bốn mỗ rồi, năm dầm nỗ, là sáu mỗ rồi, bảy dầm nỗ, là tám mỗ rồi, chín dầm nỗ, là mười mỗ rồi, mười một dầm nỗ, mười hai mỗ rồi. Ít nhất phải được từ năm đến bảy câu. Xin mời Bảo Long rất là tuyệt vời. Xin mời Di Thành, xin mời Di Thành phải dồn nhanh, dồn chuẩn, dồn đúng, chúng cũng không sao. Ok, bắt đầu. Một dầm nỗ, hai dầm nỗ, ba dầm nỗ, bốn dầm nỗ. Có một chút sai sai nhưng không sao. Tất cả mình mời, xin mời người trở lại với kia. Chị đất bảo người lưu một tí thôi, có phải rốt sai đâu. Đúng chúng cũng không sao, chỉ là vui và vừa là thôi. Xin mời người đẹp áo và tiếp theo. Một dần nỗ, hai nỗ rồi, một dần lùi, hai lùi rồi. Xin mời em chọn phương thức nào. Ok. Ít nhất phải được từ 5 đến 7 câu. 5, 4, 3, 2, 1, bắt chốt. Phải nữa. Được ngủ đi, xa ngủ đi, rồi lúc ngủ đi hết. Người này giác quá bỏ qua. Xin mời anh giúp em xin. Một lần nổ, hai lần nổ, ba lần nổ, bốn lần nổ, năm lần nổ, sáu lần nổ, bảy lần nổ, tám lần nổ, nổ lên ạ. Có một chút chạy xe nhưng không sao. Vừa rồi quý vị anh chị đã tập kiến, vừa rồi rất là tuyệt vời. Bây giờ để đúng và chuẩn hơn, phần thưởng tuy rằng bé nhỏ nhưng thật là to. Xin mời quý vị chúng ta cùng đón xem vòng hai để đoàn trực tiếp. Phải được từ năm câu chúng ta cùng đợi đến hộ nhá. Ai đọc được nhiều nhất là được hơn 10 câu đầu đi sẽ được nhận phần thưởng là 500.000 đồng. Ok, xin mời Bảo Long một tuần nỗ, một tuần lùi, hai tuần nỗ. Xin mời Bảo Long. Ok, cho em chọn cái nào được không? Em chọn cái nào được không? Một tuần lỗ, hai lỗ sừng, ba tuần lỗ, bốn lỗ sừng, năm lỗ rỗ. Xin mời anh Di Thành phải quá được là 7 câu để nhận phần thưởng của chương trình. Ok, bắt đầu. Chọn dầm nỗ mà không nhốn nhé. Một dầm nỗ, hai nhớ dồn một. Rất chúc mừng anh Di Thành là được có 2 câu. Xin mời anh về chỗ anh. Ok, tí nữa. Xin mời người đẹp đến từ miền Trung rất là tuyệt vời. Người áo vàng áo đỏ chính cậu là thông minh. Xin mời người chọn một trong hai cách. Một tuần lùi, hai lùi rồi, một tuần nỗ, hai nỗ rồi. Ít nhất phải được 7 câu để nhận phần thưởng của chương trình. Bắt đầu.